14. Cư sĩ Minh Trí, Phó Thác Thứ Tư, Vô Khuất Nhiêu Hạnh Bây giờ, thiện tài đồng tử đã được môn giải thoát vô tận trang nghiêm phước đức tạng quang minh rồi. Bèn suy ngẫm biển phước đức đó, quan sát hư không phước đức đó, xu hướng, đống phước đức đó, lên núi phước đức đó, nhiếp tạng phước đức đó, vào vực sâu phước đức đó bơi ao phước đức đó, tịnh vòng phước đức đó, thấy tạng phước đức đó, vào cửa phước đức đó, hành đạo phước đức đó tu giống phước đức đó. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng Nam đến thành Đại Hưng, đi khắp nơi tìm cầu trường giả minh trí. Đối với thiện tri thức sinh lòng khát ngưỡng, nhờ thiện tri thức huân tập tâm mình. Nơi thiện tri thức, trí muốn kiên cố, phương tiện cầu gặp các thiện tri thức, tâm không thối chuyển. Nguyện được thừa sự các thiện tri thức, tông không giải đãi mệt mỏi, vì biết do nhờ nương thiện tri thức nên viên mãn các điều lành, vì biết nhờ nương thiện tri thức nên sinh ra các phước, vì biết nhờ nương thiện tri thức nên tăng trưởng các hạnh. Vì biết nhờ nương thiện tri thức nên không do người khác dạy tự mình thừa sự tất cả bạn lành. Khi suy ngẫm như vậy thì tăng trưởng can lành, thanh tịnh thâm tâm, tăng trưởng can tánh, lợi ích gốc công đức thêm đại nguyện rộng đại bi gần nhất thiết trí đủ đạo phổ hiền, chiếu sáng tất cả chánh pháp chư Phật tăng trưởng mười lực quang minh của Như Lai bấy giờ thiện tài thấy vị cư sĩ đó đang ở trong thành ngồi trên đài bảy báu ở giữa ngã tư ngồi tòa đó có vô số báu trang nghiêm tòa đó tốt đẹp mani thanh tịnh dùng làm thân tòa kim cang đế thanh dùng làm chân tòa, dây báu giao nhau, 500 báu đẹp dùng nghiêm sức, trải y báu trời, dựng tràng phan trời, răng lưới báu lớn, bày trướng báu lớn, vàng diêm phủ đàn dùng làm lọng, tỷ lưu ly báu làm cán, nhờ người cầm giữ, để che phía trên, lông cánh ngỗng chúa thanh tịnh nghiêm sạch dùng làm quạt. Sông những hương thơm mưa xuống các hoa trời trái phải, thường tấu 500 tiếng nhạc, tiếng nhạc đó hay vi diệu, hay hơn nhạc trời. Chúng sinh nghe được thảy đều vui mừng, có 10 ngàn quyến thuộc vây quanh trước sau, sắc tướng đoan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan hỉ đồ cha nghiêm cõi trời dùng làm nghiêm sức ở trong trời người tối thắng không ai sánh bằng đều đã thành tựu trí nguyện của bồ tát đều đồng căn lành thủa xưa với vị cư sĩ tất cả đều đứng hầu chờ lệnh sai bảo